Này em làm bánh nậm ha. Bánh nậm này hồi đó làm lâu lắm rồi, mười mấy năm về trước. Hôm nay làm lại, nhỏ con nó thèm, nay làm lại nè. Rồi bánh nậm nó có là 200 g bột gạo, 400 g bột mì ha, tép, đây đấy là làm nhân á. Rồi dưới cái này là nấm mèo, chút nữa xay nhuyễn nè. Gà nè, thịt gà xay nè. Hành tỏi nè, ngò, nước mắm, dầu ăn. Là cái pha bột á là 300 ml nước nóng nha, pha nước ấm á, pha bột nè, chút coi pha.